lại là mình đây. Hôm trước mình có về một lô 11 Pro Max, giá nó ok quá nên là thật sự các bạn hết sạch luôn. Còn đúng một cây duy nhất iPhone 11 Pro Max này. Con này phải nói là đánh giá là hình thức đẹp 99,99%, đẹp keng 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 luôn. Bị mực bé tí và con ạ, bị mực bé tí phía trên này. Con này để cho bà con là 7.300.000 đồng. iPhone 11 Pro Max quốc tế nguyên zin, nguyên bản, nguyên app luôn bà con nhá. 7.300.000 đồng bà con kể xỉu được con iPhone 11 Pro Max nguyên zin, nguyên bản, nguyên app này. Máy đẹp keng luôn này. Đấy, bây giờ để anh em mua một con máy đẹp keng như thế này, nếu mà màn hình bình thường 11 triệu anh em nhá. Bình thường phải 11 triệu này, pin 86. Nhưng mà dành cho những bạn nào thích đồ rẻ, bền và đẹp nhá. Con này mực bé tí luôn bà con ạ, mực bé tí luôn. 7.300.000 đồng. Giá bỏ màn cho bà con. Một cái màn zin bây giờ là 3 triệu đúng không? Thì bây giờ anh em không phải thay màn nữa, anh em để dùng nguyên như này. Mai kia anh em dùng chán thì thôi, dùng nắt bét thì thôi, thay màn vào bán vẫn có lãi. Ok chưa anh em? Giá quan trọng là dành cho anh em nào thích giá rẻ, chất anh em nhá. 7.300.000 đồng iPhone 11 Pro Max quốc tế màu xanh. Ok chưa bà con? Còn đúng một con rẻ duy nhất rồi. Ok. Tiếp tục chương trình là iPhone XS 256GB. Con này mình có đăng cách đây tầm 6 video rồi và rất nhiều bạn chốt và không lấy. iPhone XS quốc tế men zin, màn zin, vỏ đẹp, chấm một tí cho này thôi, không ảnh hưởng gì cả. Đây nó không phải là mực nên là không bao giờ lan được anh em nhá. Không bao giờ lan được, mãi mãi chỉ như thế này thôi. Dành cho anh em nào thích rẻ, bền và chất. Con này giá cho bà con là 4.300.000 đồng. iPhone XS quốc tế 256GB, rẻ hơn cả iPhone X chưa bà con? Rẻ hơn cả iPhone X 64GB. Đây là 256GB iPhone X nguyên zin, nguyên bản, men zin, màn zin anh em nhá. Tiếp tục chương trình đến với bà con là con iPhone XS Max quốc tế, men zin, màn zin, full fake ID, đầy đủ fake ID, 64GB máy Mỹ, mực một tí tỷ cho này nhá. Con này để cho bà con là 5.500.000. Ok, 5.500.000 đồng iPhone XS Max quốc tế, men zin, màn zin, vỏ đẹp nhá, mực một tí tí, không bao giờ lan, không bao giờ lây, bảo hành bà con 3 tháng luôn. Ok, tiếp tục chương trình là đến với bà con iPhone XS này. Này, iPhone XS này nhá, iPhone XS quốc tế này, màn GX này, màn siêu màn luôn, siêu màn luôn, chu tông đầy đủ bà con này, chu tông này, đẹp chưa bà con? Con này XS quốc tế nhá, XS Max nhá, XS Max quốc tế 256GB. Để bây giờ bình thường một con XS Max 256GB bình thường thời điểm hiện tại là mình bán 8 triệu. Bình thường hiện tại mình bán 8 triệu này, nếu mà bình thường màn zin. Còn đâu con này anh em mua màn GX loại đẹp luôn, mà loại đẹp gần như zin luôn, chu tông đầy đủ anh em nhá, không khác gì một cái màn zin. Nhìn cái này không bạn nào bỏ nó màn lô cả vì nhìn giống như màn zin luôn. Máy màu gold để cho con này 6.400.000 đồng. 6.400.000 đồng tiết kiệm gần 2 triệu đồng so với bình thường, full chức năng nhá. Ok, XS Max. Và đây là màu đen phiên bản 256GB, màu đen phiên bản 256GB, giá cực kỳ hợp lý cho bà con là 6.200.000 đồng. 256GB màu đen 6.200.000 đồng, rẻ hơn cả 64GB, rẻ ngang một con XS nhá, rẻ ngang một con XS 256GB bà con nhá. Fit chu tông đầy đủ rồi anh em này, fit chu tông đầy đủ anh em nhá. Đấy, không khác gì màn zin cả, một con 6.200 mà là một con 6.400. Đây XS Max đây anh nhá. Đây này do mình đặt fake ID. Đấy, thì là khi mà đặt lên nó sẽ quét fake ID một lượt nhá. 64GB. Những cái con màn như này full zin, màn OLED này thì để cho bà con iPhone 64GB thì để cho bà con là 5.500.000. Ok, 5.500.000 chưa? 5.500.000 full chức năng bên zin màn OLED. Ok. iPhone XS quốc tế màn OLED 512GB. Ok chưa bà con? 512GB. Máy XS quốc tế LLA. Con này để cho bà con là 4.700.000. Màn GX anh em nhớ. Màn GX không phải màn zin anh em nhớ, màn GX nói chung là đẹp tương đối gần như zin thôi. Nói chung là nếu một con iPhone màn zin bây giờ phải hơn 6 triệu, nhưng bà con chỉ cần bỏ ra 4.700.000 bà con thể xỉu được con 512GB. Đấy, anh quay video iPhone 7G. Em cho người đại iPhone 7G 1.800.000 nhớ. Anh em nhớ iPhone 7G 1.800.000 này. 7G quốc tế 32GB nhá, quốc tế nhá, vỏ hình thức người tương đối là ok. 1.800.000 đồng iPhone 7G quốc tế. iPhone XS 256GB. XS 256GB này, con này màn OLED này, vỏ xấu này, vỏ xấu này anh em ạ, vỏ xấu. Để cho con là 4.400.000 đồng, full fake ID nhá, full fake ID. Đây XS Max này rất nhiều luôn. XS Max này iPhone XR độ 14 Pro màu tím này, đẹp Y14 luôn, đẹp luôn từ hình nền lẫn vỏ nhá. Con này để cho bà con là 5.900.000.
Ok, ngoài ra bên mình còn iPhone 11 này, 11 64GB này, pin 100 luôn này, màu xanh này, giá 7 triệu 2 này, màu đen 7 triệu 2 này. Đấy, đây là những máy zin đẹp chất luôn anh em nhé, đây zin zin này. Mình không, mình tắt nguồn đi. Đây là những rổ máy chất iPhone 11 Pro Max này, 10 triệu rưỡi này. Màn zin bên zin này, 11 tiếng là 7 triệu 2 này. 11 Pro này, đẹp keng luôn này. 11 Pro đẹp quay keng luôn này, 8 triệu rưỡi này. Đẹp keng luôn nhá. Chưa biết trước là luôn này, 8 triệu rưỡi này. Đấy, ok, tạm thời thế thôi nhá. Chào tất cả bà con. Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Lại là mình Trung Quái đây. Thì hôm nay mình lại có một số kèo lên cho anh em này. Đầu video mình lên luôn cho anh em con iPhone 7G nhá. Con này 7G anh em, máy quốc tế này, full chức năng này. Đấy, đây. Màu trắng nhá. Ôi, đây rồi, mình sẽ cố gắng nói nhanh nhất cho anh em. Con này máy quốc tế này, màu trắng full chức năng. 32GB, pin 8X anh em nhá. Pin 8X để cho anh em với giá là 2 triệu đồng. 7G trắng này, 32GB 2 triệu nhá. 7G đen cũng máy quốc tế full chức năng nhá, con này pin 98 này. Đây, vỏ đen thì nó xấu hơn một chút này. Đấy, nhưng mà cũng để cho anh em giá là 2 triệu đồng, pin cao đấy, nhưng vỏ xấu hơn một chút con trắng. XG độ 13 Pro màu trắng, máy quốc tế full chức năng 128GB. Con này để cho anh em với giá là 6.200.000 đồng nhá. 6.200.000 đồng, XG độ 13 Pro 128GB, máy quốc tế full chức năng, pin 8X anh em ạ. Pin zin của XG 8X thì siêu khỏe anh em ạ. Đây. 128GB này, hình thức thì đẹp nhá. Nói chung là hàng độ thì vỏ chất tất nhiên là đẹp rồi anh em ạ. Pin 87 này, hình thức này để cho em giá 6.200.000 đồng nhá. 8G, 8G mình có một đôi nha anh em. Đây, mình có hai con này. 8G Gold nhá, đây mình quay chi tiết cho anh em này. Đẹp keng spam luôn, không có một vết xước luôn anh em nhá. Đẹp keng spam không một vết xước. Đấy, hai con này mình để cho em với giá là 3.100.000 đồng nhá. 3.100.000 đồng, iPhone 8G 64GB, máy quốc tế màu gold đẹp keng luôn, không có vết xước. Tiếp theo là một con iPhone XS màn OLED, máy quốc tế full chức năng nhá, màn OLED thôi, còn lại là full chức năng, full Face ID nhá, nguyên zin nhá, pin zin nhá, vỏ đây anh em này, máy quốc tế này, để cho anh em với giá bản Mỹ anh em nhá, 64GB, để cho anh em với giá là 4.200.000 đồng, XS full chức năng, máy quốc tế. iPhone 8G này, máy quốc tế full chức năng này, màu đen anh em nhá, pin 8X, màu đen pin 8X thì để cho anh em với giá là 2.900.000, con này vỏ xấu này anh em ơi, vỏ phẩy nhá, vỏ phẩy đi này, 2.900.000 đồng. 6S 64GB, máy quốc tế full chức năng, vỏ xấu đi này, đây mình báo luôn vỏ xấu này, để cho anh em với giá là 1.400.000 đồng nhá, máy quốc tế full chức năng, vân tay đầy đủ này, ai có lau sạch nhá. iPhone 11 màu xanh, máy quốc tế full zin, đấy, pin 8X để cho anh em với giá là, bản này là bản Nhật nhé, máy Nhật anh em nhé, máy Nhật thì nói chung là hàng Nhật thì anh em ok rồi, hàng người ta giữ gì lắm anh em ạ, hàng Nhật thì người ta không sửa chữa đâu. Đấy, máy Nhật này, màu xanh này, để cho anh em với giá là 7.200.000 đồng nhé, 7.200.000 đồng này. iPhone 11 Pro 256GB, máy quốc tế zin full chức năng, để cho anh em với giá là 9.600.000 đồng nhé, quá rẻ luôn. 256GB này, 256GB này, pin 8X, pin zin thoải mái nhá, nguyên zin, màn zin, pin zin hết, pin 86 này, màu vàng đẹp như thế này, để cho anh em với giá là 9.600.000 đồng. XS Max, máy quốc tế full chức năng, nứt một tí ở đây, nứt một tí lưng này, còn lại là zin full nhá, để cho anh em với giá là 6.800.000 đồng, pin 9X, pin 95 anh em nhá, pin zin thoải mái luôn. iPhone XG độ 13 thường màu xanh, xanh lá nhá. Con này mất phách thôi, còn lại là zin hết. Đấy, mất phách thôi. Đây, vỏ đen hình thức đẹp này. 64GB nhá, XG độ ấy, 64GB để cho anh em với giá là 4.900.000 đồng nhá. Quá rẻ luôn, thực sự là quá rẻ luôn anh em ạ. 4.900.000 đồng này. XS 256GB, main zin, màn zin, zin full luôn em nhá. Máy quốc tế full chức năng, pin 8X để cho anh em với giá là 4.400.000 đồng, 256GB anh em nhá. 256GB. Đấy, anh em nào thích làm lưng thì mình làm lưng cho này. Như để mình để nguyên cho nó zin máy anh em ạ. Đây, lại là một con iPhone X trắng này, máy quốc tế zin đẹp luôn. Nguyên zin, màn zin, zin full luôn anh em nhá. Đấy, pin thì pin 100. Con này máy màu trắng nhá, bản Nhật anh em nhá, 64GB, pin 100 này, bản Nhật máy mới này. Máy mới Gia này. Đấy, 64GB để cho anh em với giá là 4.500.000 đồng anh em nhá. 4.500.000 đồng này. iPhone 8 Plus, máy quốc tế full chức năng, để cho anh em ra là 3.900.000 đồng. Máy quốc tế pin 81 anh em, pin zin thoải mái này, 256GB, để cho anh em ra là 3.900.000 đồng. Còn kèm cho anh em sạc ốc cường lực nhé. iPhone XS
64GB, màu vàng gold, zin full luôn, áp thổi căng mồm luôn anh em nhá. Nứt một tí góc này, mình không làm mà nứt bé này không ảnh hưởng gì anh em nhá. Không ảnh hưởng gì máy anh em, mình để nguyên để cho anh em vừa ra 4.600.000 đồng. Pin 8X, pin zin theo máy luôn. Đây. Hai con iPhone 11, một con trắng một con tím này. Pin 9X anh em nhá. Pin 9X này, đây, hình thức đây. Để cho anh em với giá là 7.400.000 đồng thôi. 7.400.000 đồng iPhone 11 64GB máy quốc tế full chức năng. 7.400.000 đồng nhá. iPhone 11 Pro máy quốc tế 256GB. Đây, con này cũng 256GB nhá. Màu đen, để cho anh em với giá là 9.300.000 đồng thôi. Vỏ đẹp kem này, không vết xước anh em nhá. Ok, chào tất cả anh em nhé. Hẹn mọi người về video ngày hôm sau. Hello, xin chào các bạn. Lại là mình đây, lại là nhựa máy lát đây. Hôm nay là mình lại có hai kèo lên cho bà con đây. Vừa hồi chỉ bán hai cân máy cho nó đỡ phức tạp. Đầu tiên là con iPhone 6, tài khoản ẩn, pin 1 lít, bán cho bà con 800.000. Cái máy, những cái máy tài khoản ẩn này là bạn các bạn nếu mà nhỡ máy có reset lại thì mình vẫn dùng cho các bạn bình thường được nhé, không về vấn đề loại, nói chung nó dùng như máy bình thường nhé. Pin 1 lít nhé, 6 iPhone 6G, 800.000, pin 1 lít. iPhone 7 128GB bát, pin 1 lít, bán cho bà con mất vân tay nhé, bán cho bà con một củ 128GB pin 100 bay bát. Rồi đây, sau đây là Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình có mấy kèo lên cho mọi người đây. Đầu tiên là con 6F Plus 64GB mất vân tay, vỏ thì hơi xấu tí đằng sau thôi, mình để cho mọi người là 1.800.000. Thứ hai là con XS màn OLED bị sứt tí kính như này thôi, mình hiện tại hết pin rồi, pin là pin mới màu gold đẹp này, mình để cho mọi người giá là bỏ mạng luôn, 3.750.000 nhá. Con thứ ba là con cũng là XS luôn, full chức năng, men zin màn zin chu tông đầy đủ nhá, pin 8 mấy thôi, mình để cho mọi người là 4.800.000, màu gold đẹp nhá, đẹp hình thức đẹp này. Con cuối cùng là con cũng là con X thôi, mình vừa thu được của khách, pin mới thay 100, ngoại hình đẹp đẹp, zin có mỗi thay cục pin thôi còn zin hết, mình để cho mọi người là 4.500.000. Đây có số điện thoại mình đây, 0 8 4 6 2 6 6 6 2 6. Ai mua thì cả này liên hệ mình nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Đây tiếp theo là kèo của anh Châu. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình lên cho mọi người mấy kèo, là kèo được hai kèo đầu tiên là hai con 8 Plus nhá, full chức năng 64GB nhá, một con màu đỏ một con màu đen. Nói chung là hình thức khá đẹp mọi người. Để cho mọi người là 3.800.000 nhé, 8 Plus. Còn con này, con kèo này đó. Con này con XR nhá. XR đầu 14 nhá, 128GB nhá, main zin màn zin nhá, hình thức rất đẹp mọi người. 128GB mất phách. Để mọi người là 5.200.000 nhá, full phụ kiện. Có con này này, con 6S 32GB không lắp được SIM nhá, lắp vân tay. Để mọi người là 700, main zin màn zin. Đây còn con này là con 11 này, màu xanh nhá. Con này đúng rồi, tuyệt vời luôn. Con này là 128GB full chức năng nhá, đá thay màn nhá, để mọi người là 5.900.000 full phụ kiện nhá, full phụ kiện 5.900.000, số điện thoại mình đây nhá, 0901566597. Đây số điện thoại của anh Châu, em mua cái này với anh nhá, xin cảm ơn mọi người nhá. Hello, chào các bạn, hôm nay lại là mình đây, lại là mình hôm nay sẽ lên cho anh em 3 kèo. Đầu tiên là con 6S Plus 16GB mất vân tay, máy mình mua lại của một em gái rất chi là xinh gái này, pin 1 lít, máy dùng rất chi là giữ gìn, bán cho bà một con 1.500.000 đồng, máy rất chi đẹp luôn nhá. Tiếp theo chương trình là con iPhone 6 Plus, tài khoản ẩn, mất vân tay, men zin màn zin, bán cho bà con giá 1.000.000 đồng, máy rất chi là đẹp luôn, pin 1 lít. Tiếp theo nữa là con iPhone 6 tài khoản ẩn, mất vân tay, pin 1 lít, bán bà con 800.000. Đối với những con máy tài khoản ẩn này thì các bạn dùng như máy bình thường nhé, không khác gì máy bình thường luôn nhé. Nếu mà nhớ may mà các bạn có reset lại máy thì mình vẫn chạy lại cho các bạn dùng bình thường được nhé. Nên các bạn cứ yên tâm nhé, đừng phân biệt với con tài khoản ẩn, con sạch này mấy nhé.
nó dùng như máy bình thường mà, không khác gì máy bình thường nhé. Đây các bạn cần mua kèo